Và bước tiếp theo thì Phương Ly sẽ sử dụng cái mắt. Cái kem mắt này mọi người hỏi là cái kem mắt này có trị bọng mắt được hay không? Không có một cái kem nào trị bọng mắt hết á. Kem mắt là chỉ có trị nhăn và thâm thôi, bị bọng mắt làm sao mà trị được. Thí dụ như mọi người có nghe ai nói là kem này trị bọng mắt là xạo, là lừa đảo đó, không có đâu. Trời ơi, kem mắt là chỉ thâm và chỉ nhăn thôi. Mình nên dưỡng cái đôi mắt riêng, tại vì cái đôi mắt của mình á, là nó rất là dễ làm cho mình già và tổn thương. Cái đôi mắt mình nó dễ tổn thương lắm mọi người, tại vì mình cứ sử dụng đôi mắt rất là nhiều mà mình không chăm sóc á. Thì mọi người thấy ông Phương Lê trang điểm rất là nhiều, Phương Lê trang điểm rất là nhiều mà mắt của Phương Lê mọi người thấy không, đâu có thâm đâu và đâu có nhăn đâu. Đó, mình dưỡng kho, mình dưỡng da là một chuyện, nhưng mà phải dưỡng cái đôi mắt là một chuyện. Nhưng mà cái kem mắt thì mọi người nên lưu ý, nên lựa những cái kem mắt mà nó có uy tín, có chất lượng và xuất xứ nha. Kem mắt mà sử dụng kem mắt tầm bậy tầm bạ là nó sẽ hư mắt của mình. Vì vậy mà mọi người yên tâm khi sử dụng cái kem mắt của Chonami. Sử dụng kem mắt của Chonami là mọi người chỉ có nghiện thôi. Tại mắt của mọi người sẽ không bao giờ thâm và nhăn nữa.